Tay cá mập, vụ án bí ẩn ly kỳ bậc nhất nước Úc đến giờ vẫn chưa có lời giải. Cá mập vốn là gã khổng lồ của đại dương. Hơn hết, đây cũng là loài khiến cả thế giới khiếp đảm mỗi khi nhắc đến tên. Đạo có không ít những luận án nghiên cứu riêng biệt về loài này, cũng như những câu chuyện ly kỳ của chúng ở trong đời sống tự nhiên. Khi nói đến đây, chúng ta thường nghĩ ngay đến nước Úc, được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời không giống bất kỳ nơi đâu. Nhưng mà cái sự kỳ dị của các loài vật chỉ có ở Úc cũng đã trở thành một giai thoại trong thời hiện đại. Thậm chí là còn liên quan đến một trong các vụ án mạng khét tiếng nhất ở Úc vào thế kỷ trước nữa. Hãy cùng ta đến với video ngày hôm nay. Đầu tiên thì hãy đến với những hiện tượng kỳ lạ. Chuyện là vào giữa tháng 4 năm 1935, Bert Hobson, một ngư dân địa phương, đã bắt được một con cá mập hổ dài 4,2 mét tại vùng biển Cochrane, Australia. Sau khi mà tháo con vật ra khỏi lưới, ông Bert cùng với con trai đã mang con cá tới tặng cho thủy cung Cochrane như là một món quà vậy. Thời gian đầu sinh sống ở thủy cung, con cá mập vẫn sinh hoạt như bình thường và không có triệu chứng gì bất ổn. Nhưng mà chỉ vài ngày sau đó thôi, con vật này bắt đầu trở nên cáu kỉnh và thực hiện các hành động khó hiểu nhất. Nó liên tục đâm vào các vách bể kính rồi lặn xuống đáy bể và nằm im một chỗ. Không chỉ có như vậy, con cá mập hổ này chỉ bơi vòng quanh chậm chạp, chứ không được nhanh nhẹn như những con cá khác. Sau một thời gian dài bất thường như vậy, con cá mập bắt đầu nôn mửa. Và trong cái sự kinh hoàng của nhân viên và khách tham quan, con vật đã nôn ra một cánh tay người có quấn dây ở xung quanh. Vụ án ly kỳ kéo dài hàng thập kỷ. Khách tham quan tại thủy cung Cochrane đã vô cùng là hoảng loạn khi nhìn thấy con cá mập dài hơn 4,2 mét bất ngờ nôn ra một cánh tay người. Đó là cánh tay của một người đàn ông và trên đó xăm một hình võ sĩ đâm bốc. Trên cổ tay có một sợi dây quấn quanh và toàn bộ cánh tay được bảo quản khá là tốt. Người ta bắt được con cá mập vào hôm thứ Năm và lập tức cho nó ở bể bơi. Từ sau đó, con vật không chịu ăn bất cứ thứ gì. Nhân viên điều tra đã cố gắng lấy dấu vân tay với nỗ lực xác định danh tính của nạn nhân. Tờ Argus, số đăng vào ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 1935 đã ghi. May mắn là ngay sau đó, cảnh sát đã không mất quá lâu để xác định danh tính của người bị nạn. Được biết là chỉ có khoảng 2 người gây xăm đặc biệt như thế kia ở thành phố Sydney của Úc. Một người trong số đó thì vẫn còn sống nhăn, và người còn lại thì đã biến mất được vài tuần trước khi mà con cá mập nôn ra cánh tay của anh. Theo vợ và anh trai người này cho biết, tên của người mất tích này là James Jimmy Smith, cựu vận động viên boxing, và cánh tay đó chính là của anh. Đáng tiếc là sau khi xác định được danh tính của James, mọi thứ còn lại vẫn là bí ẩn, đến nỗi đó được gọi là vụ án cánh tay cá mập, một trong những vụ giết người bí ẩn nhất nước Úc. Những bí ẩn khiến cho cảnh sát đau đầu. Theo truyền thông đưa tin, khoảng một tuần trước thì người câu cá là Bert Hobson và con trai Charles đã tình cờ bắt một con cá lớn khi họ đang đi câu ở biển Cochrane, New South Wales, như đã nói ở trên. Khi đó thì họ đang cố câu một con cá mập nhỏ thôi, nhưng mà không ngờ đã thu hút một con vật đồng loại lớn hơn nhiều. Sau khi đưa được con cá mập lên bờ, hai bố con Bert đã nhanh chóng giao nó cho thủy cung. Thời điểm đó thì có nhiều vụ tấn công cá mập xảy ra. Vào đầu tháng 3 năm 1935, ba đứa trẻ đã trở thành nạn nhân của loài vật nguy hiểm ở Sydney và New South Wales. Chính vì vậy, một con cá mập hổ sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu động vật biển, cũng như thu hút sự quan tâm của khách tham quan, muốn được nhìn thấy loài hung thần của biển cả ở cự ly rất là gần. Ban đầu thì cảnh sát cũng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là trò đùa thôi, nhưng mà sau khi có mặt tại thủy cung và tận mắt chứng kiến thì họ mới tin. Nhân viên điều tra sau đó xác định cánh tay bị cắt rời bởi một lưỡi dao, và họ tiến hành cuộc điều tra về cánh tay cũng như một người bị mất tích mà khuyết đi một cánh tay. Được biết là sau khi từ bỏ boxing, James Jimmy Smith đã làm tất cả mọi việc anh có thể để mà kiếm sống. Anh thì cũng gặp rắc rối luật pháp nhưng mà không có gì quá nghiêm trọng. Người thân và bạn bè lần cuối cùng nhìn thấy James là vào khoảng 10 ngày trước khi vụ việc về cánh tay của anh xảy ra. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người cuối cùng nhìn thấy James là một người bạn của anh có tên là Patrick Brady. James thì đã lưu trú tại khách sạn Cecil, Coronula trước khi anh biến mất, và nhân chứng là quản lý của khách sạn đã nhìn thấy James và Patrick cùng nhau đi uống rượu rồi rời khỏi quán bar vào tối hôm trước khi James biến mất. Về phía Patrick, anh thuê một ngôi nhà nhỏ gần đó trên đường Talombi và cũng rời khỏi đó để đi đến vịnh Lavender, North Shore, một ngày sau khi nhân viên khách sạn nhìn thấy anh. Tài xế lái xe chở Patrick nói khi đó, trông anh chàng này lộ rõ vẻ hoảng sợ
và cái sự gấp gáp muốn rời đi nhanh chóng. Chính vì lẽ ấy nên cảnh sát đưa Patrick ra diện tình nghi. Sau khi rời khỏi ngôi nhà thuê, Patrick đã đến trước cửa nhà của Reginald Lightholm. Reginald là một người đàn ông lịch lãm, làm nghề đóng thuyền nổi tiếng và được mọi người xung quanh kính trọng. Tuy nhiên là trong mắt cảnh sát, ông lại không tốt đẹp được như vậy. Bởi từ lâu rồi, cơ quan chức năng đã nghi ngờ ông Reginald có hành vi gian lận, đồng thời có liên quan đến đường dây mua bán ma túy rất là lớn. Được biết thì Reginald là một trong những kẻ không ra gì nhất mà James đã từng làm việc. Tuy nhiên là sau một thời gian điều tra mọi manh mối, cảnh sát không tìm được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Reginald có liên quan đến cái chết của James. Cả Patrick và Reginald đều bị cảnh sát triệu tập để phục vụ quá trình điều tra. Patrick thì thừa nhận đã ở cùng với James ngày hôm trước khi mà anh biến mất, rồi bắt xe đi đến nhà Reginald. Thế nhưng Reginald thì lại phủ nhận quen biết với Patrick. Cảnh sát tin rằng Reginald có liên quan đến vụ án này, nhưng mà cuối cùng đành phải thả hắn đi vì không có bằng chứng trong tay. Trong khi đó thì Patrick bị tạm giam vì nghi ngờ cho lời khai giả. Đồng thời cảnh sát cũng lợi dụng việc này để tạo áp lực cho Reginald, nhằm khiến hắn lo sợ rằng đồng bọn của mình sẽ phản bội và khai hết sự thật. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1935, Reginald định dùng súng tự tử trên một con tàu của hắn ở vịnh Lavender, nhưng viên đạn chỉ làm hắn bị chảy xước. Vụ việc này được báo cáo cho cơ quan chức năng, và khi mà nhìn thấy các viên cảnh sát tiến đến gần thì Reginald đã khởi động con tàu, bắt đầu cuộc đuổi bắt trên vịnh kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn đành phải bỏ cuộc và bị bắt vì động cơ bị hỏng. Ngày 12 tháng 6 năm 1935, phiên tòa xét xử vụ án cánh tay cá mập chuẩn bị diễn ra thì người ta tìm thấy Reginald đã chết trong xe hơi của chính hắn ở Dowell Prime dưới cầu cảng với 3 vết thương chí mạng ở trên ngực. Phiên tòa sau đó thì vẫn tiếp diễn và có đến tận 39 nhân chứng được gọi đến tòa để chống lại Patrick. Thế nhưng mà không có lời khai của Reginald, cảnh sát không thể nào tìm được bằng chứng rõ ràng kết nối Patrick với cái chết của James. Quan trọng hơn nữa, cảnh sát không thể nào tìm thấy thi thể của James. Và nếu không có xác người chết thì không thể nào xác định đây là một vụ giết người được. Theo luật sư bào chữa thì không thể nào loại trừ khả năng James vẫn còn sống với cánh tay còn lại của mình. Sau đó, nghi phạm Patrick được thả tự do. Thi thể của James không bao giờ được tìm thấy và không ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh. Vậy là khi tổng kết lại, chúng ta phải cảm ơn con cá mập đúng không nào? Nếu mà không nhờ nó thì chắc là phi vụ thế kỷ này mãi mãi không ai được biết đến, và vụ án này sẽ chỉ còn là sự hoài nghi, sự đau thương của gia đình nạn nhân mà thôi. Đến đây thì video cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và nhớ là subscribe Tagawai ngay lập tức để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo.